hé lộ kế hoạch hòa bình Ukraine của ông Trump. Kiểm soát thêm các khu định cư ở Donetsk, Nga tiến sâu vào Ukraine. Nga giành được 2 ngôi làng ở đông Ukraine trong vòng 24 giờ. Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình trên kênh YouTube Cuộc Sống Hôm Nay. Chúng tôi luôn mang tới cho quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất. Còn bây giờ, xin mời quý vị theo dõi chương trình. Hé lộ kế hoạch hòa bình Ukraine của ông Trump. Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson đã tiết lộ một kế hoạch hòa bình mà cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sử dụng nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine. Theo Uranka Prada, trong bài bình luận đăng trên tờ Daily Mail, ông Johnson cho biết, tôi tin ông Trump có thể chấm dứt cuộc xung đột theo những điều kiện phù hợp với Ukraine và phương Tây. Tôi nhấn mạnh rằng tôi không thể đảm bảo chính xác những gì ông ấy sẽ làm nếu đắc cử, tuy nhiên đây là những gì ông ấy có thể làm. Theo ông Johnson, kế hoạch hòa bình của ông Donald Trump có thể bao gồm các bước sau. Phương Tây cho phép Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS và Storm Shadow cũng như các vũ khí khác để nhắm vào các sân bay ở trong nước Nga. Một khi quân Nga bị đẩy lùi, Tổng thống Putin sẽ đề xuất một thỏa thuận. Nga rút về biên giới trước khi xung đột tháng 2 năm 2022 xảy ra. Để ngăn ngừa xung đột trong tương lai và sự bất ổn, phần còn lại của Ukraine sẽ được công nhận là một quốc gia tự do có quyền quyết định tương lai của chính mình, gồm cả triển vọng gia nhập EU và NATO, và việc gia nhập sẽ diễn ra càng sớm càng tốt. Sau khi xung đột kết thúc, Ukraine với hơn 1 triệu người có vũ khí và đã quen với sử dụng các thiết bị của NATO là lực lượng chống Nga hữu hiệu nhất thế giới, có thể thay thế một phần trong số 70.000 quân Mỹ đang triển khai ở các nước châu Âu để ngăn chặn khả năng gây hấn của Nga. Điều này sẽ cho phép ông Trump tiết kiệm tiền và đưa lực lượng Mỹ về nước, đồng thời khiến người châu Âu phải có trách nhiệm lớn hơn trong việc bảo vệ chính họ. Đây là một trong những mục tiêu chính của ông Trump. Tổng thống Vladimir Putin có thể tuyên bố chiến dịch quân sự đặc biệt đã thành công và Nga đã đạt mục tiêu phi phát xít hóa Ukraine. Các biện pháp bảo vệ đặc biệt có thể áp dụng cho cộng đồng nói tiếng Nga ở Ukraine. Cựu Thủ tướng Anh nhận xét, với việc ông Trump ở Nhà Trắng, việc nối lại quan hệ hữu nghị với Nga với ông Putin sẽ có một triển vọng thực sự. Ngoài ra, mọi việc sẽ trở lại thời kỳ mà Nga là một đối tác đáng kính trọng của G8 và thậm chí là NATO. Theo chính trị gia này, chỉ có một cách duy nhất để đạt được kết quả như vậy, đó là vũ lực. Nước Mỹ dưới thời ông Trump sẽ phải chứng tỏ rằng các biên giới quốc tế phải được tôn trọng và không thể tái xây dựng Liên Xô bằng vũ lực. Điều đó có nghĩa là phải hỗ trợ người Ukraine tới cùng. Ông Boris Johnson nói thêm, chính ông Trump chứ không phải ông Obama hay Biden đã trao cho người Ukraine các vũ khí chống tăng, loại rất quan trọng đối với Kiev. Nếu và khi quay lại nắm quyền sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới, ông Trump sẽ có cơ hội lớn không chỉ sửa chữa di sản của người tiền nhiệm mà còn có thể đưa thế giới tiến về phía trước. Ông Trump có thể thấy trước mối nguy nếu Ukraine bị đánh bại, thì Mỹ và thế giới sẽ phải hứng chịu tổn thất lâu dài. Mặt khác, một chiến thắng dành cho Ukraine nếu được xử lý đúng, có thể mở đường cho mối quan hệ mới, tốt đẹp hơn nhiều với Nga. Đó sẽ là chiến thắng vĩ đại cho Mỹ và toàn thế giới, ông Boris Johnson cho hay. Ngày 17 tháng 7, ông Boris Johnson đã gặp ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump để thảo luận về vấn đề Ukraine. Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, ông Johnson là người ủng hộ mạnh mẽ cho Kiev và từng kêu gọi các nước phương Tây dỡ bỏ hạn chế trong việc cung cấp cho Ukraine các vũ khí cần thiết nhằm đánh bại Ukraine. Ukraine tăng mạnh chi tiêu quốc phòng, Nga bắn nổ 2 bệ phóng Patriot. Ukraine sẽ tăng chi tiêu quốc phòng thêm gần 12 tỷ USD trong năm 2024. Nga tập kích 2 bệ phóng của tổ hợp phòng không Patriot đẩy lùi nhiều đợt phản công của Kiev. Theo Kyiv Independent, trong ngày 20 tháng 7, Bộ Quốc phòng Ukraine đã thông báo về việc chính phủ nước này thông qua kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng thêm gần 12 tỷ USD trong năm tài khóa 2024. Ưu tiên hàng đầu là cung cấp vũ khí cho quân đội Ukraine ở tiền tuyến. Bên cạnh đó, chi phí để xây dựng công sự phòng thủ và trả tiền lương cho binh lính cũng là những khoản chi tiêu quan trọng, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Yuri Dechhy cho biết. Cụ thể, chính phủ Ukraine sẽ phân bổ khoảng 9 tỷ USD cho Bộ Quốc phòng, 6,5 tỷ USD trong số này được dùng để trả lương và hỗ trợ cho các binh lính bị thương. Kiev cũng phân bổ gần 1,1 tỷ USD để trang bị thêm vũ khí và đạn dược, 113 triệu USD cho công tác hậu cần, 965 triệu USD cho việc xây dựng công sự phòng thủ và 215 triệu USD cho cơ quan vận tải nhà nước. Nga bắn nổ 2 bệ phóng Patriot, đẩy lùi nhiều đợt phản công của Ukraine. Theo TASS, trong ngày 20 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo về việc quân đội nước này phá hủy 2 bệ phóng và một radar thuộc tổ hợp phòng không Patriot của Ukraine. Tiêm kích UAV và các đơn vị pháo binh Nga đã phối hợp để bắn nổ 2 bệ phóng và một radar AN-MPQ-65 của tổ hợp phòng không Patriot do Mỹ sản xuất. Bên cạnh đó, chúng ta cũng tập kích các địa điểm tập trung khí tài và nhân lực của đối phương ở 113 khu vực dọc theo tiền tuyến, phía Nga cho biết. Trong vòng 24 giờ qua, quân đội Nga cũng đẩy lùi 3 cuộc phản công của Ukraine ở vùng Kharkiv, đồng thời ngăn chặn 8 đợt tập kích của đối thủ ở Donetsk. Kiểm soát thêm các khu định cư ở Donetsk, Nga tiến sâu vào Ukraine. Tuần qua, quân đội Nga cho biết đã đạt được những bước tiến mới ở vùng Donetsk khi kiểm soát thêm các khu định cư Urozenoye và Uyevka. Tuần qua, chiến sự Nga-Ukraine diễn ra giao tranh nhiều khu vực dọc chiến tuyến. Quân đội Nga cũng tuyên bố đạt được nhiều thắng lợi mới ở vùng Donetsk sau khi chọc thủng phòng tuyến của Ukraine ở đây vào tuần trước. Theo Bộ Quốc phòng Nga, ngày 21 tháng 7, sau các cuộc giao tranh với Ukraine, quân đội nước này đã giành được quyền kiểm soát Urozhenoye, một ngôi làng lớn nằm ở tây nam Donetsk. Urozhenoye là nơi chiến sự diễn ra trong suốt vài tháng qua và đã bị tàn phá nặng nề. Ngôi làng này từng được Ukraine giải phóng trong chiến dịch phản công mùa hè năm 2023. Tuy nhiên, thành quả này không giữ được lâu. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho đăng tải video binh sĩ Nga phất cờ nước này tại tòa nhà hành chính của Urozhenoye. Ngoài Urozhenoye, trong tuần qua quân đội Nga cũng kiểm soát thêm Uyevka, một ngôi làng nhỏ nằm ở phía tây thị trấn Golovka ở Donetsk và tiến vào làng New York nằm phía đông Uyevka. Các mũi tiến công của Nga cũng tiến đến gần Ocheretyne, từng là trung tâm hậu cần và đường sắt chủ chốt cho các lực lượng Ukraine. Nhà báo Nga Marat Karulin thông báo rằng lực lượng Nga đã tiến nhanh tới làng Progress và kiểm soát một phần ngôi làng này. Làng Progress là một trong ít địa điểm thuộc phòng tuyến Poroshenko vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của Ukraine. Phòng tuyến này gồm một mạng lưới rộng lớn các bong ke bê tông, đường hầm và các loại công sự khác. Theo RT, một trong những nguyên nhân giúp quân đội Nga có thể tiến nhanh hơn ở mặt trận Donetsk là nhờ vào ưu thế không quân. Việc đưa vào sử dụng các loại bom lượng hạng nặng đã giúp lực lượng Nga nhanh chóng xóa sổ các cứ điểm phòng thủ của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga lần đầu tiên chính thức thừa nhận sử dụng bom Pháp 3000 có sức công phá cực mạnh và được gắn thêm bộ nâng cấp có cánh. Pháp 3000 được gắn thêm chớp ở đầu để giảm sức cản của không khí và giúp bom bay xa hơn. Trước khi đưa vào trang bị Pháp 3000, không quân Nga chỉ sử dụng bom lượng cỡ nhỏ như Pháp 250, Pháp 500 và Pháp 1500. Tuần qua, quân đội Nga cũng tập trung tấn công hậu cần quân sự Ukraine, bao gồm cả các đơn vị và khí tài được triển khai. Bộ Quốc phòng Nga cho hay họ sử dụng 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander để đánh vào một đoàn tàu Ukraine chở nhiều vũ khí khí tài, phá hủy 20 thiết bị, bao gồm 3 xe chiến đấu bộ binh Marder do Đức cung cấp và gây thương vong cho 120 binh sĩ đối phương. Quả tên lửa Iskander thứ 2 của Nga mang đầu đạn chùm đã đánh vào thao trường Ukraine gần làng Berezhnoye. Giao tranh dữ dội ở Vovchansk và Lyptsi. Giao tranh dữ dội đã diễn ra ở 2 điểm nóng trên mặt trận Kharkiv là Vovchansk và Lyptsi khi phía Ukraine tổ chức nhiều đợt tấn công, còn quân Nga cũng tập trung hỏa lực mạnh mẽ để đối phó. Ở Vovchansk, giao tranh diễn ra với cường độ cao trong ngày 20 tháng 7. Ukraine chuyển quân dự bị và tấn công, còn phía Nga cũng phản công mạnh hơn. Quân Nga đã đẩy lùi 2 đợt tấn công của đối phương và tiếp tục tiến sâu trong khu vực nhà cao tầng. Thiệt hại của phía Ukraine lên tới 20 binh sĩ. Khu vực làng Starisha tương đối yên tĩnh, trong khu rừng nằm ở phía bắc ngôi làng Rilivki ở tả ngạn sông Siversky Donets, quân Nga cũng được củng cố tại các vị trí đã chiếm đóng. Tại khu vực Lyptsi, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở làng Klubokoe. Ukraine đã thực hiện 2 đợt tấn công vào các vị trí của Nga nhưng không thành công. Họ mất 5 binh sĩ trong khi 3 người khác đầu hàng. Quân Ukraine sau khi vượt qua hồ chứa Traviankoe cũng cố gắng tấn công các vị trí của Nga từ phía Tây. Tuy nhiên, lực lượng này đã bị trinh sát Nga trên không phát hiện và tiêu diệt. Không quân Nga đã thực hiện một cuộc không kích với bom ODAP 1500 nhằm vào hệ thống kiểm soát không lưu của Lữ đoàn 13 lục quân Ukraine ở Lyptsi, loại khỏi vùng chiến đấu 35 quân nhân và 2 ô tô. Tuy nhiên, vẫn đang xuất hiện thông tin Ukraine chuẩn bị một cuộc phản công mới ở cấp độ tác chiến, chiến lược ở mặt trận Kharkiv. Nhiệm vụ được Kiev đặt ra cho các lực lượng thực hiện cuộc phản công là tối thiểu phải đánh bật lực lượng Nga ra khỏi khu vực và tối đa là tiến vào tỉnh Belgorod để giành được chỗ đứng ở các làng biên giới. Trên hướng Kupian và Tovo, quân đội Nga một lần nữa phá hủy tuyến đường vượt sông Oskol mới được khôi phục gần đây. Tại khu vực làng Stelmakovka, quân Nga đã áp sát ngôi làng từ phía đông bắc, phá hủy các vị trí hỏa lực và trạm quan sát của đối phương. Ở vùng ngoại ô phía đông nam, các cuộc đột kích được thực hiện vào các vị trí của quân Ukraine nằm trong các tòa nhà trên con phố đầu tiên. Nhưng tại phía đông của Stelmakhovka, mật độ nhà cửa thấp và không gian rộng mở làm phức tạp việc di chuyển của các nhóm xung kích Nga, khiến việc tiến công bị chững lại. Ở phía tây bắc Kislovka, lực lượng đổ bộ Nga tiếp tục các cuộc tấn công dọc theo vành đai rừng phía nam đường sắt, nơi họ đã kiểm soát một khu vực sâu tới 400 m về phía lãnh thổ của đối phương. Còn tại Berestovoy, quân Nga tiến về phía đông được thêm 2 km. Nga giành được 2 ngôi làng ở đông Ukraine trong vòng 24 giờ. Bộ Quốc phòng Nga hôm nay, ngày 21 tháng 7 cho biết, quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát làng Rozovka ở Lugan và Peshchanoye Nine ở vùng Kharkiv, phía đông Ukraine trong vòng 24 giờ qua. Hãng TASS đưa tin, làng Rozovka cách thành phố Kupian, nơi xảy ra các cuộc đụng độ lớn giữa quân Nga và Ukraine kể từ đầu cuộc xung đột, khoảng 61 km về phía đông nam. Trong khi đó, làng Peshchanoye Nine cách Kupian khoảng 35 km về phía đông nam. Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát các tuyến và vị trí thuận lợi hơn nhờ hành động trên. Ukraine hiện chưa bình luận gì về tuyên bố của Nga và theo hãng tin Anadolu, việc xác minh độc lập các tuyên bố của Nga là rất khó khăn do xung đột đang diễn ra. Kể từ đầu tháng 5, các lực lượng Nga đã cố gắng chọc thủng hệ thống phòng thủ của Ukraine ở khu vực Kharkiv, mở ra một mặt trận mới trong cuộc xung đột, vốn cho đến nay vẫn tập trung ở phía đông và phía nam Ukraine. Kể từ đó, các cuộc đụng độ ở khu vực trên đã gia tăng, đặc biệt là gần Vovchansk, nằm cách Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, khoảng 74 km. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, trong 24 giờ qua, các đơn vị thuộc nhóm quân miền đông của Ukraine đã cải thiện vị trí chiến thuật và đánh bại nhân lực, thiết bị của 5 lữ đoàn Ukraine. Cùng thời điểm, các đơn vị của nhóm quân phía Bắc đã triệt tiêu nhân lực và thiết bị của 4 lữ đoàn Ukraine. Tổng cộng, Ukraine thiệt hại 145 quân nhân. Phó chỉ huy Lữ đoàn Súng trường cơ giới số 5 của nhóm chiến đấu phía Nam cho biết, chiến dịch giành quyền kiểm soát thị trấn Krasnohorivka phía Tây Bắc Donetsk gần như đã hoàn tất. Trước đó, các nguồn tin ở Donetsk nói với TASS rằng quân đội Nga trên thực tế đã bao vây lực lượng Ukraine ở Krasnohorivka. Nga tuyên bố đã phá hủy gần hết các tổ hợp pháo phản lực M142, M270. Theo thống kê của Nga, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất phần lớn các bệ phóng phản lực dẫn đường chính xác. Danh sách thiệt hại gồm các tổ hợp pháo phản lực M142 HIMARS dùng khung gầm bánh lốp và M270 MLRS bánh xích cũng như các loại tương tự được phương Tây viện trợ. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến diễn biến chiến sự. Phía Nga cho biết rằng tổn thất nghiêm trọng nhất không thể khắc phục và phải sửa chữa xảy ra vào năm 2022 khi ghi nhận 31 trường hợp phá hủy các hệ thống vũ khí kết hợp chức năng pháo phản lực phóng loạt và tên lửa đạn đạo chiến thuật nói trên. Vào năm 2023, lực lượng vũ trang Ukraine đã thay đổi hoàn toàn chiến thuật sử dụng các bệ phóng này, bao gồm phương pháp tiếp cận hậu cần, ngụy trang và một số vấn đề khác. Điều này đã mang lại kết quả và giảm tổn thất, chỉ có 13 trường hợp bị phá hủy. Năm 2024, đến lượt Nga gây bất ngờ cho phía Ukraine khi ngày càng chú ý đến tình báo điện tử và tình báo kỹ thuật vô tuyến. Điều này giúp họ phá hủy hoặc vô hiệu hóa 21 đơn vị M142, M270 và các hệ thống tương tự trong 6 tháng đầu tiên. Lực lượng vũ trang Ukraine buộc phải di chuyển các tổ hợp đến gần tiền tuyến hơn để đủ khả năng tấn công các mục tiêu ở phía sau quân đội Nga. Tuy nhiên, họ bắt đầu bị phát hiện và bị tấn công thường xuyên hơn. Theo thống kê, Ukraine mất nhiều đơn vị pháo phản lực phương Tây, nhất là tại Donetsk, 25 đơn vị, và khu vực Kharkiv chiếm vị trí thứ 2 với 10 đơn vị. Trong khi đó, ở khu vực Kherson và Dnipropetrovsk, mỗi nơi có 4 hệ thống bị phá hủy. Quân đội Ukraine đã cất giấu M142, M270 và các loại tương tự ở bất cứ nơi nào có thể, nhưng chúng vẫn bị ràng buộc để thực hiện một số nhiệm vụ nhất định và bị giới hạn trong các khu vực kín. Điều này giúp phát hiện dễ dàng hơn. Không còn nghi ngờ gì nữa, M142, M270 là tài sản và công cụ rất quý giá đối với lực lượng vũ trang Ukraine. Tuy nhiên, chúng không phải lúc nào cũng được sử dụng để tấn công những mục tiêu nằm trong tầm bắn. Điều này đang là trở ngại lớn đối với Kiev do chưa nhận được sự chấp thuận từ phía Mỹ và NATO. Vấn đề nữa là theo thống kê của Nga, Ukraine bị phá hủy gấp 5 lần số lượng các tổ hợp M142 HIMARS cũng như M270 MLRS mà họ tiếp nhận. Cho nên, khả năng rất cao, phần lớn chiến công do Moscow thông báo là đánh nhầm vào mô hình ngụy trang. Nga tấn công dồn dập hậu cứu Ukraine, chiếm thêm đất ở Donbass. Nga chiếm thêm một số lãnh thổ do Ukraine kiểm soát trước đây. Bộ Quốc phòng Nga thông báo, sau các cuộc giao tranh với Ukraine, họ đã chiếm được Urozhanoye, một ngôi làng lớn nằm ở phía tây nam tỉnh Donetsk. Ngôi làng này là nơi chiến sự diễn ra trong suốt vài tháng qua và đã bị tàn phá nặng nề. Nơi đây, quân chính phủ Ukraine từng chiếm được trong đợt phản công mùa hè năm 2023. UAV ghi được hình ảnh quân Nga phất cờ nước này tại tòa nhà hành chính địa phương. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các binh sĩ Nga cũng đã làm chủ Uyevka, một ngôi làng nhỏ nằm ở phía tây thị trấn Golovka ở Donetsk. Tuần qua, lính Nga cũng đã tiến vào bên trong làng New York, còn được gọi là Novgorodskoye, nằm ở phía đông bắc của Uyevka. Quân đội Nga cũng tiếp tục tây tiến gần Ocheretyne, từng là trung tâm hậu cần và đường sắt chủ chốt cho các lực lượng Ukraine. Nhà báo Nga Marat Kairulin thông báo rằng lực lượng Nga đã tiến nhanh tới làng Progress, nằm xa hơn 7 km về phía tây, dọc tuyến đường sắt và kiểm soát một phần ngôi làng này. Làng Progress là một trong ít địa điểm thuộc phòng tuyến Poroshenko, vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của Ukraine. Phòng tuyến này gồm một mạng lưới rộng lớn, các băng ke bê tông, đường hầm và các loại công sự khác. Nga tiếp tục đánh mạnh vào hậu cần Ukraine. Tuần qua, quân đội Nga tiếp tục tập trung tấn công hậu cần quân sự Ukraine, bao gồm cả các đơn vị và khí tài được triển khai. Bộ Quốc phòng Nga cho hay họ sử dụng 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander để đánh vào một đoàn tàu Ukraine chở nhiều vũ khí, khí tài, phá hủy 20 thiết bị, bao gồm 3 xe chiến đấu bộ binh Marder do Đức cung cấp và gây thương vong cho 120 binh sĩ đối phương. Quả tên lửa Iskander thứ 2 của Nga mang đầu đạn chùm đã đánh vào thao trường Ukraine gần làng Peresenoye. Trước đó, một UAV trinh sát của Nga đã phát hiện hoạt động di chuyển của một đơn vị quân sự Ukraine tới thao trường trên. Tung ra bom cánh có trọng lượng lớn hơn, Bộ Quốc phòng Nga lần đầu tiên chính thức thừa nhận sử dụng bom FAB-3000 có sức công phá cực mạnh và được gắn thêm bộ nâng cấp có cánh. FAB-3000 được gắn thêm chóp ở đầu để giảm sức cản của không khí và giúp bom bay xa hơn. Ngoài ra, Nga cũng tích cực sử dụng UAV cảm tử Lancet để đánh vào các cỗ pháo kéo và tự hành của Ukraine, cũng như các mục tiêu có giá trị cao khác như hệ thống phòng không tầm ngắn và hệ thống radar pháo binh. Nếu Ukraine đi sai nước cờ ở Vovchansk có thể hỏng cả bàn cờ. Vovchansk, một tâm trấn ở mặt trận Kharkiv, là thành phố có dân số trước xung đột tới 17.000 người và khu đô thị rộng lớn bị chia cắt thành hai nửa Bắc Nam bởi sông Volchia. Tất nhiên, khi nói về tình hình chiến sự trên hướng Vovchansk, không nên giới hạn tầm quan sát chỉ ở thành phố này. Trên thực tế, khu vực bị quân đội Nga chiếm giữ ở đây bao gồm cả hai bên cánh trái và phải của Vovchansk. Chủ công của Nga gồm các đơn vị thuộc Tập đoàn Quân Xe Tăng Cận Vệ 1 và Tập đoàn Quân 6, sau đó được tăng cường thêm lữ đoàn xung kích đường không số 83. Rõ ràng, quân đội Nga đã tập trung cụm binh lực tương đối mạnh về phía Vovchansk, nhưng phía Ukraine còn hơn thế. Hiện tại, quân đội Ukraine đã tập trung không dưới 10 lữ đoàn cơ động trên hướng này. So sánh tương quan có thể thấy, lực lượng Kiev đang có lợi thế về sức mạnh. Cùng với đó, họ còn có quyết tâm chiến đấu rất cao, chẳng những liên tục ào ạt xung phong nhằm đánh bật quân Nga khỏi thành phố Vovchansk mà còn chủ động tấn công ở cả hai cánh trái và phải. Ngoài việc chiếm giữ khu vực phía bắc thành phố Vovchansk, quân đội Nga còn chiếm giữ 5 khu dân cư xung quanh thành phố này. Tuy nhiên, các làng ở đây không đông dân như tại Lyptsi. Ở sườn trái của thành phố, trên hướng làm Starisia bị ngăn cách với thành phố bởi con sông Siversky Donets. Lữ đoàn 101 do trực tiếp Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine chỉ huy đã mở cuộc tấn công tích cực và có lần xâm nhập được vào làng. Tuy nhiên, cho đến nay lực lượng Kiev vẫn chưa thể kiểm soát được khu định cư. Điều đó cho thấy cuộc chiến ở hướng này không hề dễ dàng. Ở phía bên phải thành phố Vovchansk, bước phát triển lớn nhất mà quân đội Ukraine đạt được là tái chiếm làng Tikhe và một khu vực rộng lớn xung quanh nó. Nhưng theo các blogger quân sự theo dõi sát tình hình chiến đấu ở đây cho biết, có thể quân đội Nga đã vượt qua ngôi làng này nhưng không tổ chức đưa quân đồn trú ở lại. Làng Lyptsi ở phía tây, quân Nga không thể chiếm được, nhưng việc chiếm được hai làng Glyboke và Lukiansi có dân số 2.000 người vẫn có thể chấp nhận được. Nếu không giải quyết được Vovchansk ở phía đông, thì ít nhất họ cần chiếm được phía bắc thành phố và đối đầu với quân đội Ukraine qua sông Vovchansk cũng tạm ổn. Tuy nhiên, nếu quân đội Nga không giành được chỗ đứng ở phía bắc thành phố, thì ý tưởng về vùng an toàn sẽ trở thành phiêu lưu, chứ đừng nói đến vài ngôi làng nhỏ phía sau. Vì vậy, tuy quân đội Nga không có nhiều lực lượng mặt đất, nhưng lại phải đánh một trận đẫm máu ở phía bắc thành phố Vovchansk, thậm chí phải điều lữ đoàn bộ binh thủy quân lục chiến số 155 về hậu phương để nghỉ ngơi và hồi phục sức khỏe, và sau đó lữ đoàn xung kích đường không số 83 vào thay thế. Nếu Ukraine đi sai nước, có thể hỏng cả bàn cờ. Vì phía bắc thành phố Vovchansk rất quan trọng với Nga, nên quân đội Ukraine chắc chắn không muốn đối phương đạt được ý đồ. Do quân đội Ukraine đã tập trung lợi thế sức mạnh rõ ràng, nên tất nhiên phải chiến đấu đến cùng. Vì vậy, họ gần như liều chết vượt sông Volchia và giao chiến trên đường phố với đối phương bất chấp mật độ bom pháo khủng khiếp trên một diện tích bé nhỏ. Quân đội Nga thường xuyên sử dụng bom lượn có điều khiển để tiêu diệt lực lượng Ukraine phản công. Tuy nhiên, không vì thế mà quân đội Ukraine nhụt chí. Nếu tốp phản công này thất bại, họ sẽ tung vào một nhóm khác. Sau khi Nga cho nổ tung tất cả những cây cầu qua sông, lực lượng Kiev tiến hành bắc cầu giã chiến, thậm chí sử dụng bộ binh bơi qua sông để tham gia chiến đấu trên đường phố. Nhà máy tổng hợp ở phía bắc Vovchansk gần như đã bị quân Nga chiếm được hoàn toàn. Giờ đây, quân đội Ukraine về cơ bản đã đẩy quân Nga ra khỏi khu vực bờ sông, khiến quyền kiểm soát của Nga với thành phố Vovchansk có phần bị suy giảm. Đây tất nhiên là kết quả đáng chú ý nhất, nhưng nếu chỉ nhìn vào kết quả cuối cùng, quân Ukraine tập trung lực lượng vượt trội để phản công hơn một tháng, nhưng vẫn không đánh bật được quân Nga ra khỏi Vovchansk. Tuy nhiên, trong vài ngày gần đây, gió đã đổi chiều khi lực lượng Moscow chẳng những mở rộng vùng kiểm soát mà còn tràn sang sông, thiết lập các đầu cầu ở bờ Nam. Nếu không kịp thời ngăn chặn và xóa sổ các bàn đạp nguy hiểm này, tình thế của Ukraine đã khó sẽ càng thêm khó. Cuộc phản công kéo dài hơn một tháng này đã tiêu tốn của Ukraine một lượng lớn binh sĩ, vũ khí và đạn dược, cũng như phải rút quân từ các hướng khác lên tăng cường, khiến những nơi đó bị suy yếu. Nhưng cho tới nay, họ vẫn không chiếm lại được bất kỳ khu làng nào dưới sự kiểm soát của quân Nga. Kết quả như vậy khó chấp nhận được đối với Kiev. Đặc biệt, việc điều số lượng lớn quân cơ động về Kharkiv thực sự đã khiến Ukraine rơi vào thế cờ đã bày sẵn của đối phương, giúp Nga hoàn thành một mục đích chiến lược khác là thu hút và tiêu diệt binh lực tinh nhuệ của Ukraine tại đây, để tạo cơ hội tiến công cho chiến trường chính Donbass. Ban đầu, quân đội Ukraine đặt hy vọng vào việc tập hợp lực lượng vượt trội để giành chiến thắng nhanh chóng, nhưng đã không thành. Hệ quả là quân đội Nga đã lợi dụng việc đối phương rút quân cho Kharkiv để trực tiếp tấn công chọc thủng phòng tuyến kiên cố Torres. Nên nhớ chỉ cần có một lữ đoàn chính quy của Ukraine ở đó thì họ sẽ không dễ dàng bị đánh bại. Cụm quân trung tâm của quân đội Nga đã mở rộng về phía Tây, tuy chưa gây uy hiếp trực tiếp, nhưng nếu họ có nhiều binh lực như quân đội Ukraine ở Kharkiv, tình hình chắc chắn sẽ khác. Trên thực tế, quân đội Ukraine có lẽ nên cân nhắc cách rút một số đơn vị khỏi Kharkiv bởi giai đoạn tốt nhất để phản công ở phía bắc Kharkiv đã qua, khi quân Nga ở đây đã chuyển vào chiến đấu phòng ngự. Mục tiêu lúc này của Ukraine chính là ngăn chặn quân đội Nga không tạo thêm đột phá ở Donbass, nhưng nếu tính xả nước, họ sẽ rơi vào một tai nạn mới không thể cứu chữa và có thể làm hỏng cả bàn cờ. Gần 800 binh sĩ Ukraine mất tích bí ẩn ở Krynky. Hơn 780 quân nhân của lực lượng vũ trang Ukraine chính thức mất tích từ tháng 10 2023 đến tháng 6 2024 tại làng Krynky, vùng Kherson, bên tả ngạn sông Dnieper, ấn phẩm Investigative.info của Ukraine tuyên bố, trích dẫn dữ liệu từ cảnh sát Ukraine. Thống đốc vùng Kherson Vladimir Saldo báo cáo vào tháng 2 rằng Krynky và khu vực xung quanh đã được dọn sạch, nhưng các nỗ lực của lực lượng vũ trang Ukraine nhằm đổ bộ lên một trong những hòn đảo vẫn tiếp tục. Trước đó một chút, cũng vào tháng 2, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga khi đó Sergei Shoigu đã báo cáo rằng có 4 lữ đoàn thuộc lực lượng vũ trang Ukraine thuộc thủy quân lục chiến ở Krynky được giao nhiệm vụ tiếp cận bờ biển phía tây Crimea. Theo ông, thiệt hại của địch ở đây lên tới gần 3,4 nghìn người. Sau đó vào cuối tháng 5, Saldo báo cáo rằng những phát hiện khủng khiếp tiếp tục được phát hiện ở làng Krynky, những tầng hầm rải rác xác của binh lính Ukraine. 788 người đàn ông đang được tìm kiếm chính thức mất tích ở đó trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2023 đến cuối tháng 6 2024. Cùng lúc đó, số quân nhân thiệt mạng được đưa ra khỏi đó trong thời gian này chỉ có 262 người, ấn phẩm viết. Đồng thời, vào đầu tháng 7, điều phối viên của lực lượng ngầm Nikolaev Rabotino đề cập đến các đồng nghiệp của mình, nói với RIA Novosti rằng binh lính Ukraine đang bắn những đồng nghiệp đang cố gắng đầu hàng ở ngay trên đường phố. Ấn phẩm Strana của Ukraine viết vào tháng 4 rằng các tòa nhà ở vùng Kherson bắt đầu tuyên án đối với các quân nhân vì từ chối thực hiện mệnh lệnh chỉ huy trong nỗ lực giữ các chức vụ ở làng Krynky. Theo ấn phẩm, một người lính thủy đánh bộ đã bị kết án 5 năm tù ở Ukraine vì từ chối thực hiện mệnh lệnh bảo vệ biên giới phía nam Krynkino trước tòa. Anh ta giải thích điều này với sự lo sợ cho tính mạng của mình. Ngay trong tháng 5, RIA Novosti đã thu được một đoạn video từ các tầng hầm ở Krynky, giải rác xác của những người lính Ukraine đã chết, Saldo đưa tin. Đoạn phim do cơ quan báo chí của người đứng đầu khu vực cung cấp được các quân nhân của lực lượng xung kích quay vào ngày 24 tháng 5, 2024. Đoạn phim cho thấy thi thể của các binh sĩ Ukraine mặc quân phục và thiết bị giã chiến chất đống một cách hỗn loạn. Vùng Kherson nằm ở hạ lưu sông Dnieper. Khu vực này trở thành chủ đề của Liên bang Nga sau cuộc trưng cầu dân Ý vào tháng 9, 2022. Hiện tại, 75% diện tích vùng Kherson nằm dưới sự kiểm soát của Nga và một phần hữu ngạn sông Dnieper, bao gồm cả thành phố do quân đội Ukraine nắm giữ. Nga sẵn sàng cân bằng lợi ích để giải quyết khủng hoảng Ukraine. Ngoại trưởng Lavrov cho biết Nga sẵn sàng tìm kiếm sự cân bằng lợi ích để giải quyết cuộc khủng hoảng với Ukraine, song cũng nhấn mạnh Moscow cần loại bỏ mối đe dọa từ phương Tây. Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Liên bang Nga, Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov tuyên bố Moscow sẵn sàng tìm kiếm sự cân bằng lợi ích để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay ở Ukraine, nhấn mạnh sự cần thiết phải tính đến thực tế địa chiến lược mới trên lục địa Á-Âu. Ngoại trưởng Lavrov đưa ra tuyên bố trên tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về hợp tác đa phương vì lợi ích tạo ra một trật tự thế giới công bằng và bền vững hơn trong ngày 16 tháng 7. Theo ông, khi đồng ý về các đảm bảo và thỏa thuận chung, các bên sẽ phải tính đến các thực tế địa chiến lược mới trên lục địa Á-Âu, nơi một kiến trúc toàn lục địa về an ninh thực sự bình đẳng và không thể chia cắt đang hình thành. Ông Lavrov nhấn mạnh, Nga sẵn sàng tìm kiếm sự cân bằng lợi ích để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay ở Ukraine. Nhà ngoại giao Nga cũng tái khẳng định để chấm dứt xung đột ở Ukraine, Moscow cần loại bỏ mối đe dọa từ phương Tây. Cùng ngày, tờ The New York Times đưa tin chính quyền Ukraine có kế hoạch chấm dứt xung đột với Nga thông qua đàm phán hòa bình. Trước đó hôm 15 tháng 7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng để giải quyết xung đột, sự có mặt của đại diện Nga tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ 2 về Ukraine sắp tới là cần thiết. Theo ông Zelensky, công tác chuẩn bị cho sự kiện này sẽ hoàn tất trước tháng 11 tới. Tuy nhiên, về phía Nga, thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết Điện Kremlin chưa hiểu ông Zelensky đang nhắc đến sự kiện gì. Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên về hòa bình cho Ukraine được tổ chức trong 2 ngày, 15 và 16 tháng 6 vừa qua. Tham dự hội nghị có đại diện của tổng cộng 92 quốc gia, trong đó có gần 60 nguyên thủ nhưng không có Nga. Kiev nói rằng khả năng sẽ mời đại diện của Nga đến dự hội nghị hòa bình tiếp theo. Phía Ukraine cho biết hội nghị tiếp theo sẽ thảo luận kế hoạch được đề ra bởi các nhóm công tác gồm hàng chục quốc gia. Đức tính triển khai hàng trăm nghìn quân trong trường hợp xung đột với Nga. Bộ Quốc phòng Đức xác nhận đang lập các phương án khẩn cấp để triển khai hàng trăm nghìn quân NATO trong trường hợp xảy ra xung đột với Nga. Phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Phòng vệ Nội địa Bundeswehr ngày 16 tháng 7 cho biết, kế hoạch triển khai bí mật của Đức Oplandoi vẫn đang được hoàn thiện và liên tục cập nhật. Xác nhận được đưa ra sau khi trang tin Der Spiegel tuần trước dẫn nguồn tin giấu tên nói rằng Berlin đang chuẩn bị triển khai khoảng 800.000 quân NATO và khoảng 200.000 phương tiện qua lãnh thổ nước này trong trường hợp căng thẳng giữa phương Tây và Nga bùng lên thành xung đột toàn diện. Trong trường hợp tình hình an ninh diễn biến theo chiều hướng xấu, việc các lực lượng hàng đầu của NATO có khả năng nhanh chóng di chuyển đến sườn phía đông của liên minh chính là biện pháp răn đe trụ cột, một phát ngôn viên quân đội Đức cho biết. Quan chức này nhấn mạnh thêm, nhiệm vụ thiết yếu của Berlin là đảm bảo quá trình triển khai và hỗ trợ các lực lượng đồng minh và Đức diễn ra theo đúng kế hoạch với tư cách chủ nhà. Đức sẽ đóng vai trò trung tâm. Theo kế hoạch của NATO, hàng trăm nghìn binh sĩ phải được cung cấp dịch vụ hậu cần và y tế liên tục. Trước đó, Der Spiegel đưa tin, giới hoạch định chính sách Đức và NATO đang cân nhắc phương án phân bổ lực lượng khổng lồ này trên các tuyến đường chính của đất nước, đặc biệt chú ý đến tuyến đường cao tốc A2 dài khoảng 480 km chạy từ thành phố Oberhausen ở phía Tây đến ngoại ô Berlin ở phía Đông, gần biên giới Ba Lan. Tuyến đường này và một số cây cầu quan trọng có thể sẽ là mục tiêu chính cho các cuộc không kích của Nga trong trường hợp xảy ra xung đột. Để kế hoạch thành công, Oplandoi nêu rõ các yêu cầu đối với quân đội Đức cũng như đối với các tổ chức nhà nước dân sự khác phải đáp ứng trong phòng thủ. Vì lý do an ninh quân sự, chúng tôi không thể đi sâu vào bất kỳ chi tiết nào và cũng không thể xác nhận các số liệu được liệt kê trong bài viết, phát ngôn viên cho biết. Một tài liệu tóm tắt của Oplandoi do Bộ Quốc phòng Đức cung cấp cho thấy, chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine của Nga vào tháng 2 2022 đã làm rung chuyển tận gốc cấu trúc an ninh châu Âu, đồng thời buộc Đức phải thiết lập lại hệ thống phòng thủ cũng như năng lực thực hiện các nghĩa vụ với liên minh. Giới chức Đức từng cảnh báo mối đe dọa tiềm tàng về cuộc xung đột trực tiếp giữa NATO và Nga. Trên thực tế, khối này cũng đang ngày càng ủng hộ Kiev, trong khi Moscow không có dấu hiệu sẽ lùi bước trong chiến dịch của mình. Ukraine gắn sát thủ vô hình lên ATACMS sau khi mất 30 số xe tăng Mỹ cấp. Xe tăng ATACMS do Mỹ sản xuất và quân đội Ukraine vận hành đang phải đối mặt với một chiến trường khác biệt so với các cuộc chiến trước đây, khi Nga sử dụng UAV gắn thuốc nổ để đe dọa các phương tiện bọc thép chạy bên dưới. Trước mối đe dọa này, M1A1 ATACMS đã được trang bị khả năng tác chiến điện tử để giúp ngăn chặn những UAV trên. Tuy nhiên, một chỉ huy xe tăng Ukraine có biệt danh Zakon cho biết, biện pháp này là chưa đủ để bảo vệ ATACMS trước nguy cơ hỏa lực Nga phá hủy. Mùa thu năm ngoái, Mỹ đã gửi cho Ukraine 31 chiếc ATACMS cũ hơn và chúng đang phục vụ trong lữ đoàn cơ giới 47 dày dạn kinh nghiệm chiến đấu của nước này. Kể từ đó, theo Business Insider, Kiev được cho là đã mất ít nhất hơn 10 chiếc ATACMS do trúng tên lửa, pháo và UAV của Nga, chiếm hơn 30% số xe tăng được cung cấp. Zakon chỉ huy một chiếc ATACMS ca ngợi xe tăng trị giá 10 triệu đô của mình là một bản nâng cấp so với các xe tăng thời Liên Xô như T-72 hay T-64. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng ATACMS vẫn dễ bị tổn thương trước nhiều mối đe dọa từ Nga, đặc biệt là máy bay không người lái cỡ nhỏ gắn thuốc nổ. Zakon cho biết UAV Nga là mối đe dọa lớn đối với ATACMS. Moscow nhiều lần tấn công nhằm vào xe tăng này, bao gồm sử dụng các bầy đàn UAV tập kích cùng lúc. Tháng trước, ATACMS do Zakon chỉ huy đã tránh được một vụ tấn công như vậy nhờ lớp giáp phản ứng nổ và thiết bị tác chiến điện tử gắn trên chiếc xe bọc thép. Thiết bị tác chiến điện tử còn được gọi là sát thủ vô hình vì khả năng vô hiệu hóa vũ khí mà không cần dùng tới đạn dược hay thuốc nổ. Nó sẽ ngắt tín hiệu giữa UAV và sĩ quan chỉ huy hoặc gây nhiễu hệ thống dẫn đường liên lạc khiến vũ khí trở nên vô dụng. Tuy nhiên, ông Zakon thừa nhận mối đe dọa với ATACMS không chỉ là UAV mà còn là tên lửa chống tăng và rocket. Zakon cho biết Abrams rất bền và có thể chịu được một cú đánh, nhưng ông nhấn mạnh xe tăng này vẫn cần được bảo vệ nhiều hơn, đặc biệt bằng các lớp giáp kiên cố ngăn hỏa lực, vì Nga đang áp đảo về tiềm lực vũ khí tấn công. Xe tăng Abrams được đánh giá cao, nhưng phiên bản viện trợ cho Ukraine không được trang bị những loại giáp hiện đại như bản của quân đội Mỹ, khiến chúng có nguy cơ tổn thương cao hơn. Ông cho hay, kíp lái xe tăng sẽ có động lực để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn khi họ biết rằng họ được bảo vệ. Nga tung siêu bom tấn vào mặt trận. Bộ Quốc phòng Nga báo cáo về lần sử dụng đầu tiên loại siêu bom FAB-3000 nặng 3 tấn tại khu vực chiến sự với Ukraine hôm 14 tháng 7. Theo đó, máy bay ném bom chiến đấu Su-34 đã dùng bom này tấn công chính xác vào điểm triển khai tạm thời của lực lượng vũ trang Ukraine. Về phía Ukraine, ngày 16 tháng 7, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang nước này đã công bố đoạn phim về việc quân đội tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo ATACMS nhằm vào hệ thống phòng không S-300 của Nga ở khu vực Donetsk. Các bệ phóng tên lửa của Ukraine đã sử dụng ít nhất 4 tên lửa đạn đạo chùm M39 tấn công vào các vị trí khai hỏa của các xạ thủ phòng không Nga nằm ở ngoại ô Mariupol. Nga đang cố ngăn chặn một cuộc xung đột toàn cầu tàn khốc, theo lời Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev ngày 17 tháng 7. Ông Medvedev khẳng định, trong mọi trường hợp, Nga sẽ hành động theo đúng hiến chương Liên Hợp Quốc và các văn kiện quan trọng khác, cũng theo như các chuẩn mực được chấp nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế. Chỉ cần ngăn chặn được thảm họa toàn cầu, Nga sẽ cố gắng làm như vậy. Quan chức Nga cũng lưu ý, Moscow có cơ sở đạo đức và pháp lý để đưa ra phản ứng tương xứng hoặc bất đối xứng trước bất kỳ mối đe dọa trực tiếp nào đối với an ninh và chủ quyền của mình. Bỉ, Ukraine ký thỏa thuận tái thiết với việc Brussels đầu tư 150 triệu euro trong 4 năm cho Kiev và cho phép cơ quan hợp tác Bỉ Anabel thực hiện các hoạt động của mình tại quốc gia Đông Âu đang chìm trong xung đột với Nga. Các hoạt động sẽ diễn ra chủ yếu ở khu vực thủ đô Kiev và khu vực Chernihiv, phía bắc Ukraine, tập trung vào việc xây dựng lại cơ sở hạ tầng quan trọng và cung cấp nơi trú ẩn dưới lòng đất trong các trường học. Khoản đầu tiên trị giá 20 triệu euro sẽ được phân bổ để khôi phục các cơ sở năng lượng ở Kiev và khu vực xung quanh, đặc biệt là các bệnh viện trước mùa đông tới. Mục đích là xây dựng các hệ thống năng lượng phi tập trung và bền vững, từ đó đảm bảo các dịch vụ và chăm sóc tại bệnh viện. Lãnh đạo quốc gia NATO nói khối liên minh cực kỳ gần với chiến tranh với Nga. Ông Andrzej Duda tuyên bố rằng toàn bộ khối quân sự do Mỹ đứng đầu coi Moscow là mối đe dọa lớn nhất. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã cảnh báo về cuộc chiến sắp diễn ra giữa Nga và NATO nếu Ukraine không giành được chiến thắng trong cuộc xung đột với Moscow. Trong cuộc phỏng vấn với cổng thông tin Wiltona Boska hôm 16 tháng 7, ông Duda tuyên bố rằng nếu Nga đánh bại Ukraine thì Moscow sẽ tấn công các quốc gia NATO, một viễn cảnh đã được các nhà lãnh đạo phương Tây nhắc đến nhiều lần và Nga đã nhiều lần phủ nhận. Chúng ta không thể cho phép Nga giành chiến thắng trong cuộc chiến này, bởi vì nếu chúng ta để Ukraine thua, thì một cuộc chiến tiềm tàng giữa Nga và phương Tây sẽ vô cùng xít sao, ông Duda tuyên bố. Đồng thời, coi hoạt động của Moscow chống lại Kiev là biểu hiện của chủ nghĩa đế quốc Nga. Ông cũng tuyên bố rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ muốn tấn công ngày càng xa hơn nếu được để cho giành chiến thắng trước Ukraine. Ông Duda tuyên bố rằng NATO nhất trí coi Nga là mối đe dọa trực tiếp và lớn nhất đối với an ninh của khối, đồng thời ra hiệu rằng mặc dù là một liên minh phòng thủ, nhưng nước này đang chuẩn bị cho một cuộc chiến với Nga. Có sự quyết tâm cho ông Putin thấy rằng phương Tây không sợ hãi, nguy cơ chiến tranh tồn tại, bởi vì chỉ những lời lên án sẽ không ngăn cản được Nga, nhà lãnh đạo Ba Lan nói và cho biết thêm rằng NATO do đó đang trang bị cho mình ngăn chặn mối đe dọa Nga bằng sức mạnh quân sự. Ba Lan là một trong những nước ủng hộ chính của Ukraine trong cuộc xung đột giữa Kiev và Moscow, gửi viện trợ quân sự cho quân đội nước này và đóng vai trò là trung tâm cung cấp vũ khí cho các quốc gia phương Tây khác. Nga đã nhiều lần bác bỏ những cảnh báo của phương Tây liên quan đến cáo buộc có kế hoạch tấn công châu Âu nếu giành được chiến thắng ở Ukraine. Vào tháng 4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã mô tả những khái niệm như vậy là những câu chuyện kinh dị, và cho rằng chúng được các nhà lãnh đạo phương Tây bịa ra để thu hút sự chú ý của người dân về các vấn đề ở đất nước họ. Tổng thống Putin cũng đưa ra những tuyên bố tương tự, bác bỏ việc nói về mối đe dọa từ Nga là vô nghĩa và việc các chính quyền tuyên truyền nhằm mục đích đe dọa người châu Âu rút thêm chi phí từ họ. Moscow đã nhiều lần tuyên bố trong suốt cuộc xung đột rằng một trong những mục tiêu của họ là đảm bảo an ninh cho Nga trước mối đe dọa do NATO mở rộng về phía biên giới nước này. Họ cũng tuyên bố rằng mức hỗ trợ mà các quốc gia NATO dành cho Kiev đã khiến họ trở thành những bên tham gia vào cuộc xung đột, đồng thời cảnh báo rằng các bước tiếp theo, chẳng hạn như cho phép Kiev sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công các mục tiêu sâu bên trong nước Nga, có thể gây ra phản ánh tương tự từ Moscow. Quân Ukraine rút khỏi Đông Bắc Chasiv Yar. Một nguồn tin quân sự ở Donetsk nói với hãng tin TASS, các lực lượng Ukraine đã rời bỏ vị trí ở phía đông bắc Chasiv Yar và đã phải hứng chịu thiệt hại nặng nề ở khu vực này. Nguồn tin trên cho biết thêm, lính dù Nga đã đánh bật quân Ukraine khỏi phía đông bắc Chasiv Yar, những người sống sót đã chạy trốn, rời bỏ vị trí để tiến sâu vào bên trong tuyến phòng thủ. Theo người này, quân Nga đã vượt qua kênh Siversky Donets Donbass và sức ép đối với lực lượng Ukraine ở khu vực này ngày càng gia tăng. Trước đó, quân đội Ukraine xác nhận các binh sĩ nước này đã rút khỏi ngôi làng Krynky ở bờ bắc của Kherson. Nga kết thúc chiến dịch ở Ukraine vào cuối năm. Theo TASS, Thiếu tướng Apti Aladinov, Phó Cục trưởng Chính trị Quân sự của lực lượng vũ trang Nga, đồng thời là chỉ huy lực lượng đặc nhiệm ATACMS cho biết, tất cả các dấu hiệu đều cho thấy chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine sẽ kết thúc trước cuối năm nay. Những người như ông Trump, Zelensky, họ đến rồi đi, trong khi phần lớn chúng ta chỉ trông cậy vào Chúa Trời. Tôi sẽ nói thế này, chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine sẽ hoàn tất trong năm nay. Tôi chắc chắn về điều đó, tôi có lý do để khẳng định như vậy. Nga bác đề xuất của đồng minh ông Trump. Nga đã bác bỏ ý tưởng thành lập các khu vực tự trị ở Ukraine do Rick Grenell, đồng minh của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa hai nước. Các khu vực tự trị ở Ukraine có thể nhiều ý nghĩa đối với nhiều người, nhưng bạn phải xem xét những chi tiết đó. Ông Grenell phát biểu trong một cuộc tọa đàm bàn tròn do hãng thông tấn Bloomberg chủ trì vào ngày 15 tháng 7 bên lề Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng hòa ở Milwaukee, bang Wisconsin. Đồng minh của ông Trump cũng cho rằng Ukraine không nên được kết nạp sớm vào Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Theo đài RT, ông Grenell là một trong số ít các nhân vật được cựu Tổng thống Trump tin cậy hồi còn đương chức. Ông từng được bổ nhiệm làm đại sứ Mỹ ở Đức và sau đó là quyền giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Mỹ dưới thời ông Trump. Giới quan sát nhận định, nhân vật này có thể sẽ giữ vai trò cấp cao trong chính quyền mới nếu ông Trump tái đắc cử vào Nhà Trắng năm nay. Bloomberg coi những bình luận của ông Grenell như một đề xuất khả thi của Đảng Cộng hòa nhằm giải quyết xung đột Nga-Ukraine, song ông Grenell nhiều lần khẳng định chưa thảo luận vấn đề này với ông Trump và không thay mặt cựu Tổng thống phát biểu. Trong một thông điệp đăng tải trên kênh Telegram ngày 16 tháng 7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã coi đề xuất của ông Grenell là quá ít, quá muộn. Rick, ông đã ở đâu khi các thỏa thuận Minsk dành riêng cho vấn đề đó được đặt lên bàn đàm phán của cộng đồng quốc tế và Nga đã cố gắng hết sức để hỗ trợ chúng cũng như kêu gọi tìm kiếm một hình thức liên bang hóa Ukraine để bảo vệ sự toàn vẹn của nước này, bà Zakharova viết. Người phát ngôn cũng cáo buộc, khi làm đại sứ Mỹ tại Berlin, ông Rick đã kêu gọi người Đức từ bỏ việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc, can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của Nga và Đức, dẫn đến hậu quả ngày nay là người Đức không có khí đốt, còn người Ukraine không có đất nước và tương lai ổn định. Điện Kremlin nói về điều duy nhất tốt đẹp trong quan hệ Nga-Mỹ thời ông Trump. 2 ngày sau khi ông Donald Trump chính thức trở thành ứng cử viên Đảng Cộng hòa, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã lên tiếng bình luận về quan hệ giữa Liên bang Nga và Mỹ thời ông Trump làm Tổng thống. Trong một bình luận được đưa ra vào ngày 17 tháng 7 với phóng viên qua điện thoại, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết không có điều gì tốt cho Liên bang Nga trong nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ 2017-2021 của ông Donald Trump, nhưng ít nhất đã có cuộc đối thoại giữa Moscow và Washington. Đây có lẽ là một điều tích cực. Khi được hỏi về mối quan hệ công việc của ông Trump với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin trong quá khứ, người phát ngôn Điện Kremlin nói, về việc ông Putin và ông Trump hòa hợp hay không hòa hợp thì dưới thời Trump không có điều gì tốt đẹp được mang lại cho Nga. Ngược lại, ngày càng có nhiều hạn chế được áp đặt đối với Liên bang Nga, tuy nhiên vẫn có đối thoại, đây có thể được coi là một yếu tố tích cực, ông Peskov cho biết thêm. Theo hãng tin Reuters, trong phát biểu của mình, người phát ngôn Điện Kremlin cũng nói rằng nước Nga và ông Putin là những chủ đề thường được nhắc đến trong các chiến dịch bầu cử ở Mỹ. Ukraine buộc phải gửi đạn chờ bị tiêu hủy ra tiền tuyến vì khát vũ khí. Ukraine thừa nhận họ phải gửi đạn dược trong tình trạng sắp bị tiêu hủy cho các đơn vị chiến đấu vì thiếu nghiêm trọng vũ khí. Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 17 tháng 7 cho biết họ đã bàn giao lại cho lực lượng vũ trang nước này một lượng đáng kể đạn dược với nhiều cỡ nòng khác nhau. Trước khi chiến sự với Nga nổ ra vào tháng 2 năm 2022, số đạn này đã được chuyển giao cho các doanh nghiệp để tiêu hủy dưới danh nghĩa là hàng tồn kho. Các loại đạn này chủ yếu là đạn pháo và đạn vũ khí hạng nhẹ, đang được kiểm tra chất lượng kỹ lưỡng trước khi được phân phối cho lực lượng Ukraine ở tiền tuyến. Chúng tôi đang tìm kiếm đạn dược dự trữ trong nội bộ để cung cấp cho binh lính Ukraine. Chúng tôi hiểu rằng vào lúc này mọi viên đạn, tên lửa và đạn dược đều quan trọng trên chiến trường. Thay vì tiêu hủy số đạn này, chúng tôi dùng chúng để tấn công đối thủ. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Yuri Zygin cho biết trong tuyên bố. Diễn biến này cho thấy áp lực mà Ukraine đang đối mặt về vấn đề đạn dược trong cuộc chiến tiêu hao với Nga. Kiev đã kêu gọi các đồng minh phương Tây cung cấp thêm vũ khí và đạn dược để giúp nước này chống lại Nga. Tuy nhiên, phương Tây đang gặp thách thức với khả năng sản xuất quốc phòng để bắt kịp với Nga, một cường quốc quân sự toàn cầu. Một báo cáo hồi tháng 5 chỉ ra, Nga dự kiến có sản lượng đạn dược lớn gấp 3 phương Tây trong năm 2024 với giá thành chỉ bằng 1/4. Nga đang chiếm ưu thế trong cuộc chiến tiêu hao với đối phương. Dự báo của Ben chỉ ra rằng vào năm 2024, Nga có thể sẽ sản xuất khoảng 4,5 triệu quả đạn pháo, trong khi EU và Mỹ cộng lại sẽ sản xuất khoảng 1,3 triệu quả. Hồi tháng 6, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, đúng là Nga đã có thể xây dựng ngành công nghiệp quốc phòng của họ nhanh hơn chúng tôi nghĩ. Đúng là các đồng minh NATO đã mất nhiều thời gian hơn đáng lẽ để tăng cường sản xuất. Đã có sự chậm trễ và thiếu sót trong việc chuyển giao vũ khí cho Kiev trong những tháng gần đây, nhưng điều này thực sự đang thay đổi và lượng đạn dược vào Ukraine đã tăng lên trong những tuần qua, ông nói. Sự chênh lệch trong sản xuất đạn pháo giữa hai bên đã thể hiện trong cuộc chiến ở Ukraine. Trung bình, lực lượng Nga có thể bắn 5 quả đạn trong khi Ukraine chỉ có thể bắn 1 quả. Điều này buộc quân đội Ukraine phải nhắm mục tiêu hiệu quả hơn, sử dụng ít đạn hơn để đạt được hiệu quả tấn công. Tiêm kích Mirai 2000 sẽ tham chiến trước cả F-16. Pháp sẽ đẩy nhanh tiến độ cung cấp tiêm kích Mirai 2000 cho Ukraine. Những chiến đấu cơ này sẽ sớm có mặt tại tiền tuyến. Báo chí Pháp bắt đầu đề cập đến việc đào tạo phi công Ukraine trên tiêm kích Mirai 2000 từ tháng 3 năm 2023, bất chấp Bộ Tư lệnh Không quân Pháp khi đó nhanh chóng bác bỏ thông tin này. Thậm chí tin tức nói về khả năng Paris cung cấp những máy bay chiến đấu Mirai 2000 cho Ukraine đã được biết đến sớm hơn nhờ các phiên điều trần tại Thượng viện Pháp vào cuối tháng 2 năm 2023. Mọi thứ chỉ rõ ràng vào ngày 6 tháng 6 năm 2024 khi Pháp chính thức khẳng định sẽ cung cấp tiêm kích Mirai 2000 năm cho Ukraine. Quá trình đào tạo phi công cùng với kỹ thuật viên dự kiến kéo dài 6 tháng và sẽ sớm được triển khai. Như vậy, các tiêm kích Mirai 2000 năm chẳng những được Pháp khẳng định sẽ viện trợ cho không quân Ukraine mà có vẻ sẽ đến chiến trường sớm hơn nhiều so với dự kiến ban đầu. Không loại trừ khả năng chúng còn tham chiến trước cả F-16 khi máy bay Mỹ liên tục trễ hạn. Đại sứ Pháp tại Ukraine, ông Gaël Vessier cho biết rằng không quân Ukraine sẽ được tăng cường khả năng tác chiến nhờ tiêm kích Mirai 2000 năm. Các chiến đấu cơ này sẽ tới trong thời gian cấp tốc. Tuy vậy, nhà ngoại giao giải thích thêm, bất chấp mong muốn của chúng tôi là thực hiện việc này càng sớm càng tốt, vẫn có những giới hạn nhất định không thể giảm bớt liên quan đến đào tạo kỹ thuật viên và phi công cho những chiếc máy bay này. Nhưng nhìn chung, tôi nghĩ là khoảng thời gian cần thiết chỉ là vài tháng. Đại sứ Vessier cho biết trên cổng thông tin Ukraine Firm và thu hút sự quan tâm rất lớn từ báo chí trong cũng như bên ngoài Ukraine. Vấn đề nữa cần lưu tâm là ông Vessier từ chối tiết lộ số lượng máy bay sẽ được bàn giao, nhưng khẳng định rằng toàn bộ quá trình diễn ra với sự phối hợp chặt chẽ với giới lãnh đạo quân sự Ukraine. Hiện tại, tổng số lượng tiêm kích Mirai 2000 năm phục vụ trong thành phần tác chiến của không quân Pháp là 27 chiếc, cùng với 7 chiến đấu cơ Mirai 2000B phiên bản huấn luyện 2 chỗ ngồi. Mặc dù vậy, chắc chắn không phải tất cả chúng đều ở trạng thái kỹ thuật tốt. Đó là lý do tại sao có thông tin cho biết số tiêm kích Mirai 2000 năm được Pháp viện trợ Ukraine sẽ chỉ ở mức tối đa 20 chiếc. Nhưng cần nhấn mạnh, Pháp đang nỗ lực mua gom nhiều tiêm kích Mirai 2000 từng bán ra nước ngoài để hiện đại hóa sau đó cung cấp cho Ukraine. Chuyển vọng lớn nhất đến từ UAE khi quốc gia Trung Đông muốn bán lại phi đội 67 chiếc của mình để nâng cấp lên dòng Rafale. Tiêm kích Mirai 2000 năm của Pháp được đánh giá còn đáng sợ hơn F-16 Fighting Falcon do Mỹ sản xuất nhờ khả năng vận động cực kỳ linh hoạt, được trang bị hệ thống điện tử hàng không tinh vi cũng như được sử dụng nhiều loại vũ khí dẫn đường tối tân của châu Âu. Nhưng đáng ngại nhất đối với Nga chính là tiêm kích Mirai 2000 được trang bị tên lửa hành trình chống hạm Exocet, có thể bắn chìm toàn bộ tàu chiến của hạm đội Biển Đen, ngay cả những con tàu mới và tối tân nhất. Thực tế chiến trường đã chứng minh các hệ thống phòng không hạm tàu của Nga có hiệu quả rất thấp khi chống lại các tên lửa Neptune, Harpoon hay Storm Shadow, trong khi Exocet lại đáng sợ hơn hẳn những loại trên. Nga tung các đơn vị được trang bị yếu kém và tham chiến ở Ukraine. Nga đã triển khai các đơn vị được trang bị yếu kém từ tuyến sau tham chiến ở Ukraine, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW cho biết. Các nhà phân tích tại ISW có trụ sở tại Mỹ nhận định, Bộ Chỉ huy Quân sự Nga đã triển khai các đơn vị được trang bị kém từ lực lượng dự bị của mình để hỗ trợ các cuộc tấn công ở miền đông Ukraine. Báo cáo có đoạn, Moscow có thể đã điều động một số đơn vị chưa được trang bị đầy đủ bước vào tham chiến, cho dù mục đích ban đầu là lực lượng dự bị, có lẽ do những hạn chế trong cơ sở công nghiệp quốc phòng hoặc nỗ lực tăng cường các cuộc tấn công liên tục của Nga ở Ukraine. Bản đánh giá lưu ý, nhà quan sát quân sự Ukraine Konstantin Machovet đã tuyên bố vào ngày 13 tháng 7 rằng Bộ Chỉ huy Quân sự Nga dự định thành lập Sư đoàn Súng trường Cơ giới hóa 27 thuộc Tập đoàn Quân Vũ trang Tổng hợp số 2 với nhiệm vụ là lực lượng dự bị của nhóm trung tâm đang tấn công theo hướng Avdiivka và Torres, có thể được đưa vào chiến đấu trong trường hợp Kiev phản công theo hướng Avdiivka hoặc tham gia một cuộc tấn công của Moscow ở thành phố Torres. Chuyên gia Machovet cho biết, tuy nhiên, Nga đã chuyển trung đoàn súng trường cơ giới hóa số 433 thuộc Sư đoàn 27, được biên chế bởi các đơn vị đã sứt mẻ của Lữ đoàn súng trường cơ giới số 21, đến khu vực phía Tây Bắc Avdiivka khi khả năng chiến đấu chưa được khôi phục hoàn toàn. Ông nói thêm rằng, Bộ Chỉ huy Quân sự Nga đã sớm chuyển các trung đoàn súng trường cơ giới số 506 và 589 sang hướng Torres, ngay cả trước khi các đơn vị này đạt được sức mạnh chiến đấu theo thời gian dự kiến. Vào tháng 3, ông Machovet tuyên bố Bộ Chỉ huy Quân sự Nga dự định chỉ trang bị cho các đơn vị của Sư đoàn 27 tối đa 87% số lượng vũ khí và thiết bị cần thiết, và họ có kế hoạch chuẩn bị cho các trung đoàn 433, 506 và 589 tham chiến vào cuối mùa xuân hoặc đầu mùa hè năm 2024. Đánh giá cho biết, ISW lần đầu tiên nhận thấy báo cáo về các đơn vị thuộc Sư đoàn 27 hoạt động gần Avdiivka vào tháng 4 và gần Torres vào đầu tháng 7. Bình luận ngày 14 tháng 7 của ông Machovet rằng các trung đoàn này được triển khai chiến đấu sớm hơn dự kiến có thể cho thấy Nga đã bị chậm so với lịch trình biên chế và trang bị vũ khí theo kế hoạch và không đạt mục tiêu 87%. ISW trước đây đã đánh giá rằng những nỗ lực triển khai lực lượng hiện tại của Nga tạo ra một số lượng nhỏ lực lượng bổ sung không được gửi ngay ra mặt trận để tăng viện mà Nga có thể sử dụng dần dần xây dựng lực lượng dự bị tác chiến, nhưng khó có khả năng các tiểu đoàn tấn công đường không hội tụ đủ khả năng để hỗ trợ đầy đủ cho nguồn dự trữ của họ. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng Bộ Chỉ huy Quân sự Nga cũng có thể đã triển khai các đơn vị này sớm hơn để hỗ trợ các hoạt động tấn công đang diễn ra của lực lượng Nga ở miền đông Ukraine. Nga tấn công mạnh, Kiev nhận tin xấu ở Tây Avdiivka. Ở phía Tây Avdiivka, nhóm trung tâm của Nga hạ gục lực lượng Ukraine tại Novoselivka 1, chiếm phần lớn ngôi làng và khiến đối phương phải bỏ chạy. Nga nhận lô MiG-31 mới, sát thủ của F-16 Ukraine. Kênh Military Summary đưa tin, Nga vừa nhận được lô máy bay tiêm kích MiG-31 hiện đại hóa mới. Những máy bay phản lực nâng cấp này có khả năng mang tên lửa không đối không R-37 bay với tốc độ 7.400 km/h và có tầm bắn 200 đến 400 km. Đây có thể là phản ứng của Nga đối với F-16 Ukraine. Họ sẽ tập trung tiêu diệt những chiến đấu cơ này để đạt được chiến thắng, ít nhất là trên truyền thông. Theo hướng Kupian, lực lượng Moscow đã chiếm được phần lớn làng Makiivka, bao gồm tất cả các vị trí ở phía đông sông. Tại Liman, Nga lần đầu tiên bắn phá các vị trí Ukraine bên ngoài khu vực Kharkiv. Một đoạn video cho thấy người Nga hiện chỉ còn cách Fedorivka chưa đầy 600 mét. Theo hướng Torres, lực lượng Moscow đã giành được thêm lãnh thổ ở làng Drupa và New York theo các video định vị địa lý. Ở mặt trận Avdiivka, theo các nguồn tin đáng tin cậy, Nga có những bước tiến mới nhưng chưa có xác nhận trực quan. Tại Krasnohorivka, cuộc chiến vẫn tiếp tục khi Nga tiến xa hơn về phía Bắc, ở phía Tây và chiếm được nhiều vị trí hơn. Lực lượng Kiev cũng tiến vào phần phía Nam thành phố, dường như nhằm cản trở cuộc tấn công của Nga ở phần phía Bắc. Kênh ZIHIP xác nhận sự tiến bộ của lực lượng Moscow ở Krasnohorivka. Theo đó, họ đang tiến qua khu vực dân cư dọc đường phố Uvorov. Kiev được cho là đã sẵn sàng rút lui khỏi thành phố này. Ukraine tháo chạy khỏi Novoselivka 1 ở Avdiivka. Kênh RV Vyankovic đưa tin, ở phía Tây Avdiivka, nhóm trung tâm Nga hạ gục lực lượng Kiev tại Novoselivka 1, chiếm phần lớn ngôi làng và khiến đối phương phải bỏ chạy. Cụ thể, hôm trước, trên trục Avdiivka Porov, các đơn vị thuộc nhóm trung tâm đã giành được chỗ đứng trong khu vực trường học và chiếm giữ một trang trại, bao vây lực lượng Kiev từ phía Bắc và phía Đông. Hôm nay, họ tiếp tục đột phá phòng tuyến đối phương, chiếm phần lớn làng. Các kênh truyền thông Ukraine thừa nhận điều này. Novoselivka 1, Nga đã phản công và đánh bật lực lượng Kiev ra khỏi trung tâm. Họ cũng bắt đầu gây áp lực lên sườn phía Bắc, buộc chúng ta phải rút lui ở ngoại ô phía Tây ngôi làng. Đối phương cũng từ phía Đông Nam xông tới. Phải thừa nhận, sự thực là phần lớn ngôi làng đã nằm trong tay người Nga. Trong sáng nay, các nhà phân tích Ukraine cũng xác nhận về bước đột phá của lực lượng Moscow tại khu vực Novoselivka 1. Giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục diễn ra, quân đội Nga đang tấn công ở phía Bắc và phía Đông, phía Nam Novoselivka, cụm binh lực đối phương đã bố trí dọc theo vành đai rừng ở khu vực rộng tới 1,91 km. Nga bắn hạ loạt tên lửa Ukraine, ông Zelensky không ngại ông Trump tái cử. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các hệ thống phòng không của nước này đã bắn chặn thành công hàng loạt tên lửa và máy bay không người lái UAV của Ukraine trong 24 giờ qua. Sputnik trích dẫn thông cáo hôm nay 16 tháng 7 của Bộ Quốc phòng Nga thống kê, các đơn vị pháo binh, tên lửa và tác chiến hàng không chiến thuật của Moscow vừa bắn hạ 6 tên lửa chiến thuật ATACMS do Mỹ sản xuất, 2 quả bom dẫn đường HIMARS do Pháp chế tạo, 7 tên lửa HIMARS do Mỹ phát triển, 28 UAV và 1 máy bay JAT-52 trang bị súng máy của Ukraine ở 124 khu vực khác nhau. Theo nhà chức trách Nga, các số liệu mới trên nâng tổng thiệt hại về khí tài của Ukraine kể từ khi cuộc xung đột giữa hai nước láng giềng bùng phát hồi cuối tháng 2 năm 2022 đến nay lên tới 628 máy bay quân sự, 277 trực thăng, 27.650 UAV, 552 hệ thống tên lửa phòng không, 16.594 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.378 tổ hợp pháo phản lực phóng loạt MLRS, 11.982 khẩu pháo dã chiến và súng cối, cũng như 23.739 phương tiện quân sự đặc biệt. Kiev thường không lên tiếng bình luận trước các số liệu do phía Nga công bố. Ông Zelensky nói không e sợ việc ông Trump tái đắc cử. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông không cảm thấy lo lắng về việc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có khả năng quay trở lại Nhà Trắng sau cuộc tổng tuyển cử năm nay, vì Kiev nhận được sự ủng hộ của lưỡng đảng ở Mỹ. Đài RT dẫn lời ông Zelensky phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 15 tháng 7. Chúng tôi có quan hệ chặt chẽ với đảng Cộng hòa cướp trong Quốc hội và tầng lớp chính trị Mỹ. Lãnh đạo Kiev đã đề cập đến các cuộc gặp của ông với các chính khách góp vào tuần trước khi ông tới Mỹ để ký hiệp ước Ukraine, một cam kết đa quốc gia nhằm hỗ trợ lâu dài cho Kiev chống Moscow. Ông Zelensky nhắc đến khoản viện trợ 40 tỷ USD mà Mỹ và các đồng minh đã cam kết dành cho Ukraine vào tuần trước, đồng thời cho rằng ông Trump sẽ hài lòng về thỏa thuận này vì 3/4 số tiền tài trợ trong số đó sẽ đến từ châu Âu. Khi được hỏi làm thế nào để đối phó với áp lực tiềm tàng từ ông Trump trong tìm kiếm hòa bình với Nga, Tổng thống Ukraine đáp, đừng chèn ép trừ khi bạn bị xô đẩy. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đến Mỹ. Máy bay của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã đến New York, Mỹ qua tuyến đường phía Bắc để tránh các nước không thân thiện. Theo hãng thông tấn TASS, chuyến đi đến Mỹ của ông Lavrov diễn ra sau khi Nga đảm nhận vị trí Chủ tịch Luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tại Mỹ, ông Lavrov sẽ chủ trì các cuộc thảo luận cấp bộ trưởng về chủ đề hợp tác đa phương để thiết lập một trật tự thế giới công bằng, dân chủ và bền vững hơn. Cũng trong tháng 7, ông Lavrov sẽ tổ chức một cuộc họp cấp bộ trưởng về tình hình Trung Đông, bao gồm vấn đề Palestine. Máy bay của Ngoại trưởng Lavrov đã đi từ Moscow đến New York qua tuyến đường phía Bắc để tránh các quốc gia không thân thiện. Chuyến bay kéo dài hơn 12 giờ và không có sự cố ngoài ý muốn nào xảy ra. Một số cuộc gặp song phương của ông Lavrov cũng đã được lên kế hoạch, trong đó sẽ tập trung thảo luận về các vấn đề cấp bách trong chương trình nghị sự quốc tế và khu vực, bao gồm Trung Đông và tình hình ở dải Gaza, cuộc khủng hoảng Ukraine và những nỗ lực bảo vệ hiến dương Liên Hợp Quốc. Quân Nga chiếm 17 cứ điểm, Ukraine mất 585 binh sĩ. Các đơn vị súng trường cơ giới của thuộc cụm quân phía Tây của lực lượng Nga đã kiểm soát 17 thành trì của lực lượng vũ trang Ukraine. Điều này được Ivan Bikma, đại diện của cụm quân phía Tây, công bố vào ngày 16 tháng 7. Với sự hỗ trợ của hàng không và pháo binh, chúng ta đã đánh bại binh lính và trang bị của các đơn vị thuộc Lữ đoàn xe tăng cơ giới số 43, 66 và 4 của lực lượng vũ trang Ukraine trong khu vực các khu định cư Boguslatka, Makiivka và Rozovka. Hãng tin Interfax dẫn lời ông Bikma. Ông Bikma cũng lưu ý rằng quân Nga đã đẩy lùi 4 đợt phản công của đối phương, vô hiệu hóa 5 máy bay không người lái của Ukraine. Cũng theo người đại diện của cụm quân phía Tây, quân đội Ukraine mất tới 585 binh sĩ và khoảng 20 đơn vị pháo binh Ukraine mỗi ngày. Ngoài ra, quân dân Nga còn phá hủy 9 kho đạn và 12 điểm kiểm soát máy bay không người lái của Ukraine. Cũng trong sáng ngày 16 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga thông báo một đội pháo binh của Thủy quân lục chiến hạm đội phương Bắc thuộc nhóm quân Dnieper đã phá hủy các thành trì của lực lượng vũ trang Ukraine theo hướng Kharkovka ở vùng Kherson. Cần lưu ý rằng, hệ thống pháo phản lực phóng loạt Urozhaine thực hiện nhiệm vụ hỏa lực cả ngày lẫn đêm để tiêu diệt xe bọc thép, vũ khí hỏa lực, kho đạn dược và các vị trí kiên cố của lực lượng vũ trang Ukraine ở hữu ngạn sông Dnieper. Nga lên tiếng khi quan chức Ukraine dọa nhắm vào Tổng thống Putin. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga nhận thức được những mối nguy hiểm từ Ukraine, bao gồm việc nhắm mục tiêu vào Tổng thống Vladimir Putin. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 13 tháng 7 đã chỉ trích các mối đe dọa nhằm vào Tổng thống Vladimir Putin do người đứng đầu Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine GUR Kirill Budanov đưa ra trong một cuộc phỏng vấn gần đây. Ông Peskov cho biết Moscow nhận thức được các mối đe dọa này và đang thực hiện các biện pháp phù hợp. Tất cả các mối đe dọa từ chính quyền Kiev đã rõ ràng, vì vậy an ninh của Tổng thống được thiết lập ở mức phù hợp, người phát ngôn Điện Kremlin nói với hãng truyền thông Live của Nga. Ông Budanov, người bị Moscow đưa vào danh sách cực đoan vì các hành động của mình, đã tiết lộ nỗ lực của Kiev nhằm nhắm mục tiêu vào Tổng thống Putin trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin NV của Ukraine hôm ngày 12 tháng 7. Quan chức tình báo Ukraine tuyên bố rằng cơ quan của ông đã thực hiện nhiều nỗ lực nhắm mục tiêu vào Tổng thống Nga, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Những nỗ lực nhắm vào ông Putin đã diễn ra nhưng cho đến nay vẫn không thành công, ông Budanov nói trong cuộc phỏng vấn. Năm ngoái, phó lãnh đạo Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine RUG Vadim Skibitsky cũng tuyên bố Tổng thống Putin là một trong những mục tiêu nhắm đến của cơ quan này. Ông Skibitsky cho biết, Tổng thống Putin có lẽ cũng nhận thấy rằng họ đang ngày càng tiến lại gần hơn. Tuy nhiên, quan chức tình báo Ukraine cũng thừa nhận, đến nay các đặc vụ của Ukraine vẫn chưa thể tiếp cận nhà lãnh đạo Nga. Ông Skibitsky nói, ngoài ông Putin, Kiev cũng nhắm đến các lãnh đạo cấp cao khác của Nga. Hồi tháng 5 năm 2023, Nga cáo buộc Ukraine đứng sau vụ tập kích bằng hai máy bay không người lái UAV vào Điện Kremlin nhằm ám sát Tổng thống Putin. Kiev đã lên tiếng bác bỏ. New York Times hôm ngày 24 tháng 5 dẫn lời các quan chức giấu tên của Mỹ tiết lộ các cơ quan tình báo của nước này nghi ngờ vụ tập kích Điện Kremlin được thực hiện bởi đơn vị tình báo hoặc lực lượng đặc biệt của Ukraine. Tuy vậy, tình báo Mỹ chưa thể xác định được cụ thể đơn vị Ukraine nào đứng sau vụ việc. Tình báo Mỹ cũng cho rằng khả năng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các quan chức cấp cao trong chính quyền Kiev biết trước về vụ tập kích này là rất thấp. Phản ứng về thông tin này, người phát ngôn Điện Kremlin Peskov nói, rốt cuộc, đơn vị nào của Ukraine đã thực hiện vụ tập kích UAV vào Điện Kremlin? Không có gì khác biệt. Chúng tôi biết rằng chính quyền Kiev đứng đằng sau vụ việc đó. Chúng tôi biết điều đó và đang thực hiện công việc của mình dựa trên điều này. Căng thẳng đã leo thang gần đây khi Mỹ và một số nước phương Tây đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Washington cung cấp để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết những vũ khí do Washington cung cấp chỉ có thể được sử dụng để tấn công các khu vực ở Nga giáp với vùng Kharkiv ở Ukraine. Tuy nhiên, ông không loại trừ khả năng mở rộng phạm vi hoạt động trong tương lai. Theo Tổng thống Biden, Mỹ không cho phép Ukraine tấn công sâu hơn 300 km vào Nga và không cho phép tấn công vào thủ đô Moscow cũng như Điện Kremlin. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng Ukraine được quyền sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công mục tiêu quân sự ở biên giới Nga, nơi Moscow dùng để thực hiện những vụ tập kích Ukraine. Video pháo binh Ukraine dùng đạn chùm hạ xe tăng Nga. Quân đội Ukraine vừa công bố đoạn video ghi lại cảnh pháo binh nước này bắn đạn chùm phá hủy một xe tăng T-90M của Nga. Theo trang tin quân sự Militani, máy bay không người lái UAV trinh sát của quân đội Ukraine đã phát hiện xe tăng Nga ở làng Robotai thuộc vùng Zaporizhia cách tiền tiến khoảng 8 km. Sau khi nhận thông tin do UAV trinh sát gửi về, pháo binh Ukraine đã nã hai loạt đạn chùm bonus 155mm về phía mục tiêu. Trong đoạn video do kênh Telegram Helena Cherestina đăng tải, chiếc T-90M của Nga đã trúng hai quả đạn xuyên giáp ở phần nóc tháp pháo được bảo vệ kém, khiến xe tăng bốc cháy. Các chuyên gia cho biết, bonus là đạn chùm có độ chính xác cao do Pháp và Thụy Điển hợp tác phát triển, đặc biệt để phá hủy xe bọc thép. Mỗi quả đạn chùm bonus 155mm mang theo hai quả bom nhỏ tự động, định vị mục tiêu bằng cảm biến hồng ngoại thụ động bằng tầng kép và máy đo khoảng cách laser. Cả hai quả bom đều được trang bị đầu đạn dạng lõi có sức công phá cao, khi phát nổ sẽ xuyên thủng lớp giáp dày tới 130mm. Để sử dụng đầu đạn chùm bonus, lính pháo binh phải lập trình thời gian phóng các quả bom nhỏ trên máy tính tích hợp, vì vậy họ phải tính toán chính xác khoảng cách tới mục tiêu và tương đối với các đơn vị trinh sát trên không. Trước khi bắn, ngòi nổ được lập trình theo thời gian định trước. Sau khi ngòi nổ được kích hoạt, các quả bom nhỏ sẽ bắn văng ra khỏi thân quả đạn chùm ở độ cao từ 800 đến 2.200m so với khu vực mục tiêu. Đạn chùm bonus tương thích với hầu hết các loại pháo 155mm hiện có. Tầm bắn tối đa của đạn là 35km khi được bắn từ súng có cỡ nòng 52 L52. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Nếu quý vị thấy thông tin bổ ích và thú vị, xin hãy nhấn đăng ký và chia sẻ để cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!